Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm intro video, outro video cực kỳ chuyên nghiệp và đơn giản bằng ứng dụng Camtasia Studio 9. Các bạn mở ứng dụng Camtasia lên. Như các bạn thấy ở đây mình có intro mình đã làm sẵn của kênh mình. Rất đơn giản và cũng khá đẹp phải không? Tất cả các thứ này đều có sẵn ở trên ứng dụng Camtasia Studio. Còn đây là outro của video. Tất cả các thứ này các bạn đều có thể làm và chọn ở trên ứng dụng Camtasia Studio 9. Các bạn vào biểu tượng ba dấu gạch. Đấy là mục Library của Camtasia. Ở đây mình sẽ có những cái sẵn làm sẵn của và được dùng sử dụng miễn phí của Camtasia, như Music Track, nghĩa là âm nhạc dùng cho các video. Khi mình sử dụng những âm nhạc này, mình sẽ không bị vướng vào bản quyền khi mình đăng video lên các kênh mạng xã hội như YouTube. Và ở đây mình sẽ có mục Monition Graphic Intro Clip, nghĩa là mình thiết kế các intro để chạy đây, chạy cho các clip của mình. Các bạn kích vào thử, các bạn sẽ thấy có những bản làm sẵn của Camtasia để mình lựa chọn. Bạn chỉ việc chọn, kích chọn và xem thử cái nào mình thích và muốn sử dụng cho video của mình thì mình sẽ chọn cái đấy. Bạn mở công cụ Play Preview lên. Đấy, mình sẽ thấy những intro được Camtasia làm sẵn. Các này bạn có thể áp dụng cho cả intro và outro, nghĩa là khi bạn sử dụng bạn sẽ chọn cái nào đấy nó phù hợp với intro và outro. Như cái này mình thấy nó phù hợp hơn với sử dụng outro cuối video. Đây, ví dụ như cái này, khi bạn muốn sử dụng cái này, bạn tắt bản mở trước đi, bạn kéo nó xuống thành timeline. Ở đây bạn sẽ play thử, bạn sẽ thấy nội dung mình cần chuẩn bị chỉ là text liên quan đến video của mình, đến kênh của mình hoặc là thương hiệu của mình. Bạn bấm vào dấu cộng để mở bảng ra. Ở đây bạn sẽ thấy gồm có hai hộp text. Bạn chọn vào hộp text này và di chuyển thanh này đến. Bạn sẽ thấy đây sẽ là chữ text Smith Camtasia. Bạn kích đúp vào dòng text và đổi text cho dòng chữ này. Ví dụ như mình là kênh của mình là Lucky Vlog. Lucky Vlog. Ok, bạn thấy chữ thế này đủ rồi và màu chữ cũng tương ứng rồi thì mình không cần. Còn nếu không, bạn có thể đổi bên này. Nhưng mình sẽ đổi màu chữ, đổi kiểu chữ và mình đổi sai chữ. Cũng như căn lề, căn trái, phải, căn trái, phải và căn giữa. Ở đây là mình đang căn giữa. Sau khi xong, các bạn kéo sang tiếp text thứ hai là mình cần ghi vào. Ví dụ ở đây của mình là dòng text này sẽ là trang web. Thì bạn có thể đề là trang web hoặc slogan. Ví dụ như mình có trang web thì mình sẽ để trang web vào đây. Hoặc không, mình sẽ để slogan là hướng dẫn và chia sẻ. Chẳng hạn như mình để trang web đi là Lucky Vlog.com. Bạn có thể dùng chữ thường hoặc chữ in hoa. Sau khi xong, các bạn quay thành công cụ trở về và bấm play. Các bạn sẽ thấy nội dung đã được thay đổi sang là của mình. Nó rất đơn giản nhưng nó tạo một sự giới thiệu rất khá là chuyên nghiệp để thêm âm nhạc cho đoạn intro video. Bạn sẽ vào phần Music Track và đây sẽ là những bản nhạc miễn phí. Nhạc miễn phí bạn có thể lên trên kênh YouTube vào thư viện để lấy về sử dụng rất nhiều nhạc và cũng như một số nhạc
không bắt bản quyền để bạn sử dụng. Để nếu video bạn đăng lên YouTube thì bạn nên sử dụng nhạc không bản quyền thì nó tốt hơn. Ở đây mình sẽ nghe thử một số bản nhạc. Chẳng hạn ví dụ bạn lấy bản nhạc này đi, bạn sẽ kéo nhạc này xuống. Mình nên để nhạc ở phía cuối cùng. Đấy, bạn thấy là bản nhạc này rất dài, mình sẽ thu ngắn khoảng cách lại. Mình kéo đến vừa bằng với đoạn intro của mình. Sau đấy mình kéo một thanh đỏ này đến tận hết đoạn nhạc và mình chọn cắt bỏ. Như vậy đoạn nhạc sẽ là tương ứng với đoạn video mình đã tạo. Mình sẽ chạy thử cho các bạn xem. Rất đơn giản và chuyên nghiệp phải không các bạn? Nếu các bạn mới vào làm video thì các bạn nên sử dụng ở trên Camtasia, nó rất đơn giản và cũng khá là đẹp mắt. Và sau này khi các bạn chuyên nghiệp hơn, các bạn có thể sử dụng các phần mềm khác cũng như sử dụng các trang web hỗ trợ trong việc thiết kế intro và outro rất đẹp mắt và các phần mềm dựng phim chuyên nghiệp. Nhưng trước tiên mình cứ nên sử dụng ở những công cụ đơn giản trước và mình thấy nó cũng khá là chuyên nghiệp. Đối với outro thì mình cũng làm tương tự như vậy, nhưng mình chọn những cái phù hợp hơn. Ví dụ như outro thì mình nên chọn những cái chỉ về chữ không, hoặc là nó chỉ đơn giản là một lời như đăng ký kênh, đăng ký ủng hộ kênh, hay là một cái slogan nào đấy của thương hiệu mình. Chẳng hạn như mình xem trước một bản ở đây. Đây bạn sẽ thấy. Mình sẽ play lại cho các bạn xem. Cái này là giống intro mình đã sử dụng trong các clip của mình. Và các bạn sẽ thấy nội dung nó cũng rất đơn giản nhưng mà nó thiết kế cũng khá là đẹp mắt. Mình sẽ thử cái này để làm outro. Mình kéo xuống. Các bạn sẽ di chuyển đến và mở, ấn vào dấu cộng để mở ra. Các bạn sẽ di chuyển đến cái bảng cần chỉnh chỉnh, đó chính là text của mình. Mình kích chọn vào và sau đấy mình kích đúp vào. Mình đổi text. Hoặc là mình có thể đổi nội dung là giống mình là đăng ký kênh để ủng hộ. Các bạn đăng ký kênh để ủng hộ. Sau đấy mình quay lại và mình like cho video. Các bạn sẽ thấy nội dung sẽ được thay đổi. Âm thanh các bạn cũng có thay đổi. Như bước 1 các bạn vào phần music check thì các bạn lấy âm thanh, hoặc lấy âm thanh miễn phí ở trên mạng về để thay vào cho nội dung của mình khác biệt đi. Các bạn có thể đổi màu chữ, đổi màu một số nội dung ở trong này, như thay đổi hiệu ứng chuyển bằng cách nhấn lên. Và mình có thể xóa cái này đi để mình thay một cái hiệu ứng khác như ở animation trong này mà mình sử dụng đây, như transition và các hiệu ứng trong này, để mình thay thế vào để tạo hiệu ứng chuyển động khác đặc trưng riêng cho mình. Đây là xong đến phần. Và bây giờ mình giới thiệu đến các bạn một phần nữa. Đấy chính là các bạn quay trở về media. Đấy chính là giới thiệu về video. Giới thiệu video đấy là một cái phần mô tả. Các bạn xem thử. Đây một phần mô tả cho video. Nó giống như ở trên các kênh truyền hình hay một số video. Các bạn thấy mô tả ngắn về title của video, ví dụ như nội dung của video là hướng dẫn Camtasia thì các bạn sẽ để là hướng dẫn Camtasia và một số thông tin nào đấy, bài 1 chẳng hạn hướng dẫn về nội dung gì, hướng dẫn cách làm intro, outro. Đây là một số cái giới thiệu rất đẹp, các bạn thấy đấy. Nó có logo, có nội dung và có các hiệu ứng chuyển động. Ở phần giới thiệu này cũng vậy, các bạn đã thấy có một số mẫu để mình lựa chọn. Rất là đẹp mắt. Các bạn thấy đấy. Để áp dụng vào video của mình cũng rất đơn giản. Các bạn chỉ cần kéo thả xuống nội dung của mình. Như mình chọn cái này. Mình sẽ kéo thả xuống đây. Mình sẽ cho nó xuất hiện đây. Và mình cũng bấm vào dấu cộng giống như cái intro và outro để mở nội dung ra. Như các bạn thấy ở trong này, nội dung của phần giới thiệu này chỉ có text không. Và hiệu ứng chuyển động của text.
các bạn thấy thế này là đẹp rồi và không cần thay đổi gì thì các bạn click vào nội dung text, các bạn kéo thanh công cụ đến khi nào xuất hiện cái chữ nội dung chính, các bạn lên và click đúp vào chữ để thay đổi. Ví dụ mình thay đổi là hướng dẫn, mình đang bị lỗi rồi, mình sẽ thay đổi là đấy là tên kênh của mình đi, ok, vlog. Các bạn đã thấy, sau khi thay xong mình sẽ quay trở về và mình nhấn nút play. Các bạn sẽ thấy hiệu ứng sẽ được chèn kèm cùng với tên video và các bạn thấy chữ chuyển động rất chuyên nghiệp phải không ạ? Ở đây nếu các bạn muốn thay đổi lại độ dài của sự chuyển động giống như bài trước mình đã hướng dẫn ở chỗ text chạy thì các bạn kích vào nó để mình có thể kéo dài hoặc thu ngắn khoảng thời gian di chuyển của các hộp này và của text, các hộp công cụ, các textbot và text, cũng như các bạn có thể thay đổi được cái hiệu ứng này. Hiệu ứng này là Dope Shadow thì các bạn có thể vào hai phần này, Transition, để thêm các hiệu ứng này vào thay thế hoặc là thay bằng các hiệu ứng chữ này. Nó cũng sẽ có một các chuyển động khác nhau nhưng mà nó sẽ tạo một sự khác biệt. Nhưng nếu mà bạn cảm thấy như thế này nó đã đủ, đã đẹp rồi hoặc ưng ý rồi thì mình nên để như vậy. Khi các bạn thêm các nội dung này vào thì các bạn sẽ thấy video của mình sẽ rất chuyên nghiệp và nó sẽ rất đẹp. Như các kênh của mình đây, mình sử dụng các hiệu ứng cũng khá đơn giản. Mình sử dụng intro đầu cho video. Sau khi intro kết thúc, mình sẽ chèn một đoạn giới thiệu về nội dung của video mà mình hướng dẫn chạy ra đây. Sau đấy, video sẽ tiếp tục chạy. Và đến cuối video các bạn sẽ thấy phần intro ở cuối video này. Khi kết thúc video, sẽ có một đoạn intro, đoạn outro như thế này, như một lời kêu gọi đăng ký kênh hay là một lời nói giới thiệu về kênh của mình để mọi người biết đến. Khi các bạn sử dụng như vậy thì nó sẽ tạo nên một sự rất chuyên nghiệp cho các video của mình. Và để làm những điều này thực ra nó cũng rất đơn giản. Mình sử dụng tất cả công cụ có sẵn và chỉnh sửa ngay trên ứng dụng Camtasia. Ứng dụng này hỗ trợ cơ bản về chỉnh video của mình thấy cũng là khá đẹp. Để sử dụng ứng dụng này được, các bạn học qua một chút cơ bản về ứng dụng và vài lần chỉnh sửa thì các bạn sẽ quen thuộc ngay với ứng dụng này. Còn sau này khi chuyên nghiệp, các bạn có thể sử dụng thêm các phần mềm khác như Sony Vegas, các phần mềm Adobe Premiere, Adobe After Effects và một số trang web hỗ trợ trong việc tạo intro, outro chuyên nghiệp hơn, đẹp hơn và mang một màu sắc riêng của mình hơn. Nhưng mới đầu thì nên sử dụng thế này là mình thấy cũng khá ok rồi. Cảm ơn tất cả các bạn.